chẳng biết có thu hoạch được gì không. Nhưng chuyện cất vó đánh cá ngay trong sân nhà thế này cho thấy người ta vẫn lạc quan giữa mênh mông nước. Mưa lớn khiến lũ đổ về đã làm nhiều nơi ở Quảng Trị không khác gì miền Tây mùa nước nổi. Quá quen với thiên tai, người dân thôn Hưng Nhơn thuộc xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, nơi được ví là rốn lũ ở địa phương, có thừa kinh nghiệm để chạy đua với những trận lũ kiểu này. Nghe tin mưa lớn, họ đã kê đồ đạc, xe cộ, lúa má lên cao, tích trữ sẵn thức ăn hoặc gọi shipper dùng thuyền giao thực phẩm về tận nhà. Ghe thuyền cũng được mang ra để phục vụ chuyện đi lại. Tại thôn Hưng Nhơn, như thường lệ, vẫn là một trong những địa phương bị nước lũ tấn công đầu tiên mỗi khi mưa lớn. Từ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022, toàn bộ đường làng ngõ xóm của thôn đã bị nước xâm nhập từ 0,4 đến 0,7 mét. Thôn có 275 hộ thì nước đã ngập vào nhà khoảng 40 hộ. Bà con trong thôn đã chạy đua với thời gian để thực hiện rất nhiều công việc chạy lũ và đến trưa cùng ngày thì đã gần xong. Riêng những nhà neo đơn yếu thế thì cán bộ thôn cũng đã đến nơi hỗ trợ. Thôn cũng đang duy trì một đội túc trực ở nhà văn hóa thôn để nếu có vấn đề thì tham gia ứng cứu, giải quyết ngay. Ông Bùi Xuân Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Phong cho biết xã cũng đã lập nhiều tổ công tác về các vùng xung yếu, tuyên truyền, vận động bà con không nên chủ quan trước lũ lụt, yêu cầu bà con chủ động trong công tác phòng chống để giảm thiểu thiệt hại người và của. Hiện Quảng Trị đón lượng mưa rất lớn, nhiều nơi ghi nhận lên tới gần 400mm. Lũ trên sông Ô Lâu, Thạch Hãn đang lên ở mức báo động 2 đến trên báo động 3. Tại huyện vùng trũng Hải Lăng, nhiều tuyến đường liên xã, thôn xóm của các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Lâm đã bị ngập. Thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng cho biết, hiện tại toàn huyện đã có 684 nhà ngập từ 0,5 mét. Huyện này cũng đã di rời 246 hộ trên 353 nhân khẩu đến nơi an toàn.